Thưa quý vị, vào khoảng 1 giờ sáng nay ngày 1 tháng 6 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại ngõ 6B thuộc phụng đường Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng. Hai bà cháu kêu cứu, cứu trong căn nhà đang cháy rụi, rất may người dân phát hiện kịp thời và đưa hai nạn nhân băng qua ngọn lửa để ra ngoài an toàn. Cụ thể nhận được tin báo đơn vị đã khẩn trương điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 xuất một xe chữa cháy thuộc phân đội sở dầu cùng với lực lượng nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa. Tại đây, tổ công tác xác định đám cháy bùng phát tại khu bếp thuộc tầng 1 của ngôi nhà. Các bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng đang tích cực triển khai lực lượng chữa cháy. Đội cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 đã phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hồng Bàng tích cực tổ chức chữa cháy và đến khoảng 1 giờ 15 phút cùng ngày đám cháy được dập tắt. Sau đó thì đội phòng đội cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 tiếp tục triển khai lực lượng trinh sát kiểm tra thoát khỏi ở tại các tầng phía trên. Theo đó thì đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hồng Bàng, công an phường Hạ Lý đã phối hợp cùng với nhân dân hướng dẫn cứu hai bà cháu thoát nạn qua ban công tầng 2 bằng cách sang nhà hàng xóm và sử dụng phương tiện tại điểm chữa cháy công cộng gần đó để xử lý đám cháy ban đầu. Qua đánh giá thì vụ cháy không gây thiệt hại về người. Công an quận Hồng Bàng tiếp tục thống kê làm rõ thiệt hại về tài sản.